Các chuyên gia, các tổ chức quốc tế đã đến thăm hợp tác xã New Green Farm, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, nơi đang triển khai thực hiện tốt mô hình nông nghiệp tuần quan. Cùng tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hợp tác xã New Green Farm tiền thân là tổ hợp tác sản xuất cánh đồng lớn phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. Năm 2022 được sự hỗ trợ của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế IRI và Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thành phố Cần Thơ, Người dân ở đây bắt tay thực hiện mô hình cơ giới quá sản xuất phân hữu cơ từ rơm và nhân nuôi sinh khối vi sinh, góp phần giảm chi phí trong quá trình sản xuất. Hiện nay, cứ 45 ngày hợp tác xã sản xuất được 30 tấn phân hữu cơ thành phẩm, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trong và ngoài địa bàn thành phố. Riêng công đoạn trồng nắm rơm, kéo dài chuỗi sản xuất tăng thu nhập cho nông dân đang được hợp tác xã triển khai và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giá thể sau trồng nấm được đem ủ làm phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Nếu như trước đây sau khi thu hoạch lúa, bán rơm tại ruộng chỉ thu được từ 500 đến 700.000 đồng/ta thì nay bắt tay là mô hình nông nghiệp tuần hoàn, trồng nấm làm phân hữu cơ từ rơm, thu nhập của bà con đã được tăng thêm gần 50% so với lợi nhuận từ việc trồng lúa hợp tác xã cũng đang triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao nhằm đồng hành và hỗ trợ đề án một triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh dùng đồng bằng sông cửu long